Thông tin được các cổ động viên Manchester United quan tâm nhất trong những ngày qua là việc thủ thành David De Gea rời đội sau khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Sự ra đi không kèn không trống của một công thần như De Gea đã một lần nữa làm nổi bật lên phong cách làm việc của huấn luyện viên Erik ten Hag, đó là không nhân nhượng với bất cứ cầu thủ nào. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông Erik ten Hag luôn nổi tiếng với một phong cách huấn luyện nghiêm khắc, đặt lợi ích của câu lạc bộ lên trên hết và không hề nhượng bộ với các cầu thủ. Dù chỉ vừa chuyển sang dẫn dắt Manchester United được một năm, nhưng sự cứng rắn của nhà cầm quân người Hà Lan đã được thể hiện rõ. Ông sẵn sàng đẩy ải ngôi sao số 1 của đội là Cristiano Ronaldo lên ghế dự bị, thậm chí còn đưa ra án phạt nặng sau những hành vi thiếu chuyên nghiệp của tiền đạo này và khiến Ronaldo buộc phải ra đi. Với David De Gea, dù vừa giành giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất ngoại hạng Anh, nhưng anh vẫn không được gia hạn hợp đồng vì không phù hợp với triết lý của Ten Hag. Và sắp tới, ông cũng chuẩn bị tước băng đội trưởng của Harry Maguire để trao cho Bruno Fernandes. Phong cách huấn luyện bàn tay sắt của Ten Hag có thể không được lòng một số cầu thủ, nhưng đã cho thấy hiệu quả của mình. Và ông chắc chắn sẽ còn tiếp tục đưa ra thêm những quyết định cứng rắn như vậy để giúp Manchester United trở lại đỉnh cao. Sergio Gomez chỉ trích đồng đội câu Palmer sau trận tranh ngôi vương châu Âu cấp độ trẻ hôm 8 tháng 7. Sau tình huống mở tỷ số ở cuối hiệp 1, U21 Anh ăn mừng khiêu khích dẫn đến một vụ xô xát. Hậu quả, hai thành viên ban huấn luyện đôi bên phải nhận thẻ đỏ. Sergio Gomez cho rằng câu Palmer và đồng đội đã có thái độ không tốt, Palmer không muốn xin lỗi. Nếu là tôi sẽ ăn mừng theo cách khác. Đây không phải là lần đầu tiên U21 Anh làm điều này. Với tư cách là đại diện của Tây Ban Nha, chúng tôi luôn cố gắng mang đến hình ảnh đẹp và khiêm tốn nhất, đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng với mọi đối thủ. Cầu thủ chạy cánh của Manchester City chỉ trích đồng đội tại Etihad. Họ đã ăn mừng khiêu khích ngay cả khi có bàn thắng và khi chúng tôi đã hỏng phạt đền, Gomez chỉ trích. Ngoài ra, Gomez cũng thừa nhận khó nói chuyện khi gặp lại Palmer tại Manchester City. Tôi không biết chúng tôi sẽ phải làm gì khi trở lại câu lạc bộ. Dù sao, tôi cũng đã chúc mừng Palmer vì đó là điều tôi phải thực hiện với người chiến thắng. Không vấn đề gì cả. Mỗi người có cách ăn mừng riêng và giờ thì chúng tôi đã biết rằng người Anh có thái độ ra sao. Có lẽ họ thích ầm ĩ. Ở chung kết U21 Euro, Anh dẫn trước nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Curtis Nolan. Đến phút bù giờ hiệp 2, Tây Ban Nha được hưởng phạt đền nhưng không thể tận dụng, qua đó chấp nhận nhìn đối thủ nâng cao danh hiệu sau 39 năm chờ đợi. Tại giải đấu năm nay, cả Palmer và Gomez đều có màn thể hiện xuất sắc. Gomez còn giành thêm giải vô phá lưới với 3 bàn.